Chào mừng quý vị quay trở lại với tạp chí Ngân hàng tuần này. Và tiếp nối phần tư vấn của tuần trước về cho vay tín chấp, chúng tôi mời quý vị đến với những giải đáp từ đại diện Ngân hàng Nam Á về một số trường hợp cụ thể khi ngân hàng xét duyệt một khoản vay tín chấp. Cá nhân phải đáp ứng điều kiện gì để được vay tín chấp? Không phải nói rằng là hiện nay là việc cho vay tín chấp là rất là phổ biến và cũng là một trong những cái mục tiêu mà các tổ chức tín dụng và bán lẻ, các định chế tài chính bán lẻ họ nhắm đến. Thì một trong những cái điều kiện tùy theo các cái khẩu vị cũng như là cái chính sách khác nhau của các tổ chức tín dụng mà họ có cái điều kiện riêng. Nhưng chúng tôi cũng tụ chung lại có một số cái điều kiện chung mà rất là nguyên tắc. Thứ nhất là để cho vay được tín chấp thì khách hàng phải có năng lực tài chính, tức là cái nghĩa là phải có thu nhập. Cái thu nhập này phải là được ổn định. Cái thứ hai là cái mục đích vay phải rõ ràng, tức là có mục đích thực sự, có thể là tiêu dùng, có thể là đi du học, có thể là chữa bệnh, có thể là sửa nhà, sắm nhà, đó là chung chung v.v. là những cái mục đích nó phải thực sự rõ ràng. Đó. Thứ ba là khách hàng phải được ngân hàng kiểm soát được cái khoản vay, tức là cụ thể là tùy theo từng tổ chức tín dụng nhưng có thể có quy định rằng là khách hàng phải nằm trong cùng cái địa bàn của cái đơn vị cho vay, của một chi nhánh hoặc của một cái đơn vị cho vay nào đấy. Ngoài ra nó còn một số cái điều kiện phụ kèm theo, ví dụ như là nó phải nằm trong cái độ tuổi, trong cái khách hàng mục tiêu của cái tổ chức tín dụng đấy. Làm sao người kinh doanh tự do có thể chứng thực được thu nhập của ngân hàng? Tùy theo cái khách hàng, cái loại khách hàng mà chúng tôi cũng sẽ có những cái cụ thể cho vấn đề điều kiện cho vay. Đối với như khách cái loại khách hàng là những loại mà không có chứng minh bằng giấy tờ thì chúng tôi cũng xét cho trường hợp cụ thể, tức là họ có thể là có những cái nguồn thu nhập rất ổn định, ví dụ như buôn bán tại nhà, những cái tiểu thương tại nhà hoặc là những tiểu thương tại ở những cái chợ cũng được, hoặc là những cái khách hàng có cái nguồn thu ổn định từ cái việc trợ cấp, thông qua các cái dịch vụ Western Union hoặc là qua cái dịch vụ chuyển tiền ngoại hối từ người thân, để chứng minh cho ngân hàng thấy rằng là có những cái nguồn thu rất ổn định như vậy, và đến nay là họ có cần có một cái khoản vay để họ tiêu dùng thì chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng cho những cái loại khách hàng như vậy. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Khách hàng hỏi Ngân hàng trả lời tuần này. Mọi thắc mắc cần giải đáp về cách thức giao dịch tại ngân hàng, về dịch vụ hoặc chính sách trong ngành ngân hàng, xin quý vị vui lòng gửi vào hộp thư tạp chí ngân hàng fbnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong các tạp chí ngân hàng số ra hàng tuần. Vì trong thời gian qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã liên tục cho thấy những nỗ lực của mình đối với việc kích thích tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Mặc dù các kết quả mang lại đã cho thấy nhiều yếu tố tích cực, tuy nhiên điều này vẫn là chưa đủ để có thể vực dậy được toàn bộ nền kinh tế của khu vực này.
và không ít ý kiến cho rằng ECB đang đi quá xa với những chính sách nới lỏng tiền tệ của mình. Gần đây thì Ủy ban châu Âu EC đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của 19 quốc gia Eurozone trong năm nay. Các số liệu gần đây dựa trên những yếu tố bao gồm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Eurozone, tình hình việc làm, khả năng bình ổn giá và tình trạng tín dụng đều đang cho thấy việc mở rộng chính sách tiền tệ mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã dần phát huy tác dụng một cách tích cực. Theo đó, trong quý 1 vừa qua, nền kinh tế Eurozone đã tiếp tục tăng trưởng ở mức 0,6%, tăng gấp đôi so với quý 4 năm ngoái. Ngoài ra, sản lượng công nghiệp và chi tiêu của các hộ gia đình cũng đang trên đà hồi phục trong cả 19 quốc gia khu vực này. Đáng chú ý nhất phải kể đến là tỷ lệ thất nghiệp thăng bằng tại Đức. Quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã giảm xuống 10,3% so với mức 11,2% vào cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp cũng dần được cải thiện là một trong những yếu tố giúp cho ECB có thể triển khai mở rộng tình hình tín dụng. Mặc dù Eurozone đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế, tuy nhiên không phải vì thế mà rủi ro về giảm phát lại không còn đe dọa khu vực này. Trong tháng 4 vừa qua, việc giá dầu thế giới vẫn duy trì xu thế giảm đã là nguyên nhân chính khiến cho lạm phát của Eurozone tiếp tục giảm 0,2%, nhiều hơn mức giảm của một tháng trước đó là ở mức 0,1%. Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến địa chính trị như là bất đồng trong việc xử lý vấn đề người di cư giữa các quốc gia Eurozone cũng được đánh giá là sẽ tác động tiêu cực đến niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Và một khi điều này xảy ra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định của ECB trong thời gian tới. Thực tế hiện nay cho thấy mối quan hệ giữa ECB và chính phủ Đức đang trở nên khá căng thẳng do những định hướng khác nhau về chính sách tiền tệ. Trong khi ECB đã mạnh tay với các quyết định bơm tiền vào nền kinh tế suốt thời gian qua, thì Đức lại đang chỉ trích động thái này. Theo đó, lãi suất tiền gửi đang được áp dụng là âm 0,4%. Đồng thời, ECB cũng nâng lượng bơm tiền vào thị trường từ 60 tỷ euro lên 80 tỷ euro mỗi tháng. Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng mức lãi suất hiện nay đang là mối đe dọa cho nền kinh tế Eurozone. Thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng chính sách tiền tệ của ECB đã đi quá xa và có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực trong thời gian tới. Gần đây nhất, Ủy ban châu EC đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Eurozone cho năm nay xuống còn 1,6%, thấp hơn so với dự báo trước đó là 1,7%. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thì chính sự bất ổn của thị trường tài chính vào những tháng đầu năm nay đã ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế trong khu vực. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng chậm của Trung Quốc cũng là một rủi ro lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. EC cho rằng lạm phát của Eurozone sẽ vẫn duy trì ở mức gần zero trong ngắn hạn, khi mà giá năng lượng vẫn đang ở mức thấp hơn nhiều so với một năm trước. Tuy vậy, tốc độ tăng của lạm phát có thể sẽ mạnh dần lên vào nửa cuối năm nay nhờ vào sự hồi phục dần của giá dầu và nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại. EC dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Eurozone trong năm 2017 có thể tăng 1,7%. Quý vị vừa theo dõi phần 2 của tạp chí Ngân hàng tuần này, và trong phần tiếp theo, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sau. Nhiều ngân hàng hàng đầu tại Mỹ có tên trong hồ sơ Panama. HSBC thay đổi chính sách lương thưởng với dàn điều hành.